Và chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với tập tiếp theo của Death Stranding. Mình là Hữu Béo. Theo như diễn biến của tập trước thì chúng ta đã gặp Mama và đã biết là lý do vì sao mà cái bà Mama bà không bao giờ bà rời ra khỏi cái chỗ này là vì con bà ấy cũng là một BT. Thứ hai là chúng ta có thêm một vài các món đồ mới, đó chính là hai khẩu súng rất là xịn, súng bắn chết người, súng lethal luôn chứ không phải non-lethal. Và chúng ta cũng nhận được thêm một món đồ rất quý giá đến từ Mama, đó chính là cái zipline. Các bạn không biết zipline là cái gì, nó là zipline, nó là một cái dạng hệ thống dây đu. Chúng ta phải đu từ trên cao xuống. Chúng ta chỉ cần có hai cái cọc cắm hai bên là chúng ta có thể đu được. Thì dùng cái đó như nào chắc là tương lai chúng ta sẽ dùng thì chúng ta sẽ biết thôi. Và bây giờ chúng ta đang ở cái terminal tại chỗ cái phòng cái lab Mama. Thì để xem mình có order gì. Đây, chúng ta có một cái đơn hàng, đó là đi sưu tập các cái mảnh khoáng thạch ở cái chỗ rãnh núi. Thì nhiệm vụ bây giờ bắt đầu chúng ta làm nhiệm vụ ở quanh quanh đây rồi. Rồi, về đình sẽ lấy xe đi thử nhá. Cái này cái gì đây? À, Watchtower. Thế sao? Đây rồi. Đây cái re đây này. Nguyên liệu hiếm nó ở đây này. Đi xuống dưới nữa cơ. Mình chưa đi hết. Có một mảnh ở đây. Thế để mình xem nào. Mình sẽ thử cách này. Thank you.
Đấy. Xong rồi sẽ như thế này. Thế là ngon. Rồi. Đủ 4 mảnh luôn. Đấy. Bây giờ chúng ta cứ thế mà zip line về thôi. Mọi chuyện là chưa bao giờ dễ hơn. Thử nha. Nhào đây. Xổi. Đừng có lo anh em. À, mình tông bình tật. Cố lên. Đỡ phải đi đằng kia. Đúng rồi. Hay lắm. Đấy. Đấy. Đúng rồi. Tốt. Lên. Đấy. Đây là lý do vì sao mình luôn chọn xe máy hơn là ô tô. Mà ô tô nó thực sự rất tiện ích luôn. Riêng về ship hàng, ship đồ thôi, đi với ô tô thì vô đối. Nhưng vào cái đường này thôi, rất tiếc phải nói xin lỗi với ô tô. Đấy. Rồi. Nhiều lúc cũng sáng dạ phết. Vớ vẩn. Ok. Được có ló. Rồi đi về nha. Không mà giao nhiệm vụ ở đâu anh em nhỉ? Để xem lại mà. Mang về sau nốt. Bên trên bản đồ của mình nó nhiều thứ quá. Okay.
Nào. Nào, trả hàng đốt nào. Đủ 4 mảnh luôn nhá, không thiếu một cái gì. Tôi mất công thế phải trả tôi cao lên chứ. Như còn mới. Nó như mới luôn ấy. Trả công tôi cao mẹ. Đấy, hạng S luôn. Ủa cái gì đây? Các cái chất hóa học đây có thể sử dụng tại các cái nhà sản xuất liên kết với UCA. Nhưng mà nó là cái gì nhỉ? Wow. Mình mới có được thêm cái mẫu xe Reverse Strike Defensive nghiêng về phòng thủ. Wow. Súng lên level 2 rồi. Experimental data which should provide a boost to our ongoing research and development initiatives. As a matter of fact, we've already made one breakthrough that can be applied to our weapons programs. Hematic rounds, anti-BT ammunition that utilizes the unique properties of your own blood. However, it's important to remember that with each shot fired, you'll be expending a small quantity of your own blood. Được, hiểu hiểu. Depending on the situation, you may be better off switching back to conventional ammo. Okay. Further details can be found in the list of equipment available for fabrication. Okay, đã hiểu. Nghĩa là bây giờ ông ý bảo là cái quá trình chúng ta chuyển hàng các kiểu nó cũng đã giúp cái đội này nó phát triển rất là nhiều thứ. Trong đấy có cái công nghệ đạn. Thì đạn bây giờ là thay vì chúng ta bắn khẩu nào hết đạn khẩu đấy luôn thì là chết súng luôn, chỉ khẩu đấy chỉ có vứt. Thì thay vì đấy bây giờ đã có thêm một cái loại đạn cho chúng ta có thể nạp vào được. Chúng ta có thể nạp đạn thay đạn được. Thì đạn nó vẫn sẽ lấy từ máu chúng ta. Thì ông ý bảo là tốt nhất là nếu mà sợ mà mất máu của bản thân ấy thì nên dùng chuyển về cái chế độ đạn của cái khẩu súng đấy. Bắn hết đạn thì thôi. Còn nếu mà mình hết đạn mình vẫn muốn dùng tiếp thì chuyển sang cái chế độ đạn nó lấy từ máu của mình ra. À, cũng được. Cũng gọi là... Ui, xe là con xe phòng thủ này chắc là khỏe lắm đấy nhở. Cái gì đây? Ôi, con bot bên mình có thể sử dụng hai con robot để cho nó chuyển hàng được rồi. Ui, thấy chưa? Anh em thấy công tôi lấy không? Thề cái này nó hack lão lắm ấy. Thông minh lắm mới lấy được cái gói hàng đấy. Ok anh ơi. Được anh. Ủa, được luôn ý. Hợp lý, hấp dẫn. Này, hai con bot luôn nhá. Nào, để mình xem nào. Một cái mang qua đây, 114 cân. Cái này sẽ nhận này. À, có một con bot nó đang chuyển hàng rồi. Đây, mình sẽ lấy một cái 144 cân này nhá. Cứ cái nào khó thì để cho bot. Còn à, may rủi thì kệ nó. Để mình xem mình có đơn hàng nào nữa không nhá. Đây, mình có thể chế được hai cái xe mới này. Với cả một cái khẩu súng cấp 2. Đấy. It's fitted with a dot sight as well.
Ui, nó còn có cả Red Dot nữa này. Ui, thế lại chế luôn. Đây lại tiếc gì. Tiếc gì của rơi. Ui, mẹ 4.000 chẳng không chế được khẩu súng à bạn. Lại lấy luôn. Cảm ơn nha. Đấy, súng ống bây giờ trang bị đến tận lỗ đít rồi. Bây giờ chỉ còn chở hàng chuẩn thôi. Chúng ta vẫn còn một cái nhiệm vụ này mãi chúng ta chưa chở từ đây về về tới Peter Eklund. Nó ở gần tận chỗ chỗ gì nhỉ? Cái gì Lex quên mẹ. Lex North City à đúng không? Đấy, nhưng mà xa lắm các bạn. Thôi, đéo. Câu trả mình của mình là đéo. Sam. Sometimes other porters will return Bridges vehicles to the garage. They're for everyone, so. Rồi. Xe này là xe online các bạn nhé. Mấy thằng online nó gửi về đây, mình được dùng. Uầy, tự nhiên là có ô tô xịn vậy đấy. Từ từ để em cất xe vào đã. Đấy, xe này nó hỏng hóc nhiều rồi. Bây giờ cho em đi ngủ cái. Em đi nghỉ cái chị ơi. Em mệt lắm. Nói chùa chứ bây giờ anh em mình nghĩ là nên chạy ra cái chỗ con kia để xem là có nhiệm vụ gì không. Chỗ con mama ấy. Lấy tạm xe của một anh bạn online nhá. Cảm ơn anh bạn online nhá. Đấy, như mình đã nói các bạn là từ cái hôm mà từ cái đợt mà lúc mà mình biết là có cái mình chưa đăng nhập online ấy. Cái lúc mình đăng nhập được rồi nó là cảm thấy thế giới mới đối với mình luôn. Xe này là xe bình thường. Thằng này nó sơn màu gì? Màu xám à? Đỡ phải chế một cái xe. Mặc dù chế xe bây giờ mình nghĩ là không tốn quá nhiều tài nguyên đâu. Nhưng mà thôi, cái gì giữ được thì giữ. Lost cargo nhiều quá này. Có phải BT không? Xe có phải BT không? Có phải BT chó đâu, trong ngoài làm gì có BT. Vâng. Tự nhiên vãi cả đái. Gì đây? Gì đây? Bây giờ tôi chỉ muốn ra chỗ con mama thôi mà. Bây giờ tự nhiên chỗ này có BT à? Vớ vẩn vậy. Đấy, chỗ mama ngay đây mà. Liên quan vậy. Ui, bây giờ không có một nhiệm vụ đi cho mình làm luôn. Lần đầu tiên luôn đấy các bạn. Bây giờ lại về đây có việc này. Thôi. Tầm này thì thôi, phát trào vèo nhá.
đi về lại thôi. Ôi sorry. Center sao? Sam, I'm glad I can do something for you. Đấy. Tôi rất vui vì chỉ tôi có thể làm gì cho anh sau khi sau những điều mà anh đã làm cho tôi. Bây giờ hãy tưởng tượng cái địa điểm của anh đi. Để bây giờ xem ông có nhiệm vụ cho tôi nào. Bộ con boss đã xong rồi này. Cân này. Quất đi em. Ơ. Con boss này em xong luôn rồi. Nhanh ấy.
vãi. Tưởng chưa xong chưa. Ồ, đây, nhiệm vụ chính của anh em mình đây. À, mang các cái nguyên liệu lên tới Waystation North of Mountain North City. Đây là đường lên núi đấy các bạn. Mình phải nhấn mạnh là đường lên núi. Đây là một cái địa điểm mới anh em cần phải lên. Và cái điều này nó rất quan trọng. Chúng mình không biết là mình không biết là anh em có thể đi xe máy lên đây không. Cứ từ từ đã, xem mình có đồ gì mình lấy sau. Cứ từ từ, để ý mấy. Đấy, mình chỉ có gần này thôi. Có nặng lắm không? Cũng không nặng lắm. Tất nhiên là phải mang đồ rồi. Có 5 thùng container mình phải mang. Đó, xem vào trong này nào. Bây giờ mình sẽ chế thêm mình sẽ chế thêm một cái PCC nữa. Một cái PCC đâu nhỉ? Một cái Power Skeleton thì mình đang có một cái rồi. Một khẩu súng này. Một khẩu với đạn thì có rồi. Với cả mình sẽ mang thêm một con ấy nữa. Mang thêm một cái hòm chở đồ. Mình nghĩ là đoạn này mình sẽ đi bộ đi. Xin lỗi anh em, cái đoạn này hơi mất thời gian. Vì cái đoạn này mình phải suy nghĩ. Mà mình nghĩ hơi chậm. Hơi tiêu hơi chậm. Đấy. Mang thêm một con sách đồ cho mình đó đi. Cho chắc chắn. Nhá. Mình nghĩ một con là đủ rồi. Đấy. Ok. Đấy, ok. Được rồi. Nào. Here the fuck we go. Mình nghĩ là không cần xe đâu. Để coi nhá. Con khốn nạn kia rồi. Cầm cho tao mấy cái hòm này. Đấy. Mình chỉ cần thêm 100 cái nữa. Rồi. Yep. Đã xong đường. Chạy trên đường này là không mất pin các bạn. Không mất pin luôn. Úi trời ơi. Đẹp chưa, đẹp chưa, đẹp chưa. Mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người ơi. Ok. Coi nào. Đi từ đâu ấy nhỉ?
Đây. Cố lên. Các bạn nghĩ mình làm được không? Hay thôi cứ lấy mẹ. À thôi, không cần trẻ bộ lên. Xa lắm đấy. Hổ, vừa mới ra có một đoạn đã có thằng. May ra chúng mày tao mang súng kia nhá. Tao mang súng kia chúng mày chết. Mới khốn nạn. Để thằng ôn này. Mẹ. Chỉ thế là nhanh. Chỉ thế là nhanh. Giành giật đồ tao rồi. Tao không động vào da phả chúng mày thôi. Bây giờ là chúng ta có thêm một khái niệm mới, đó là nếu chúng ta bắn chết người thì sẽ có thêm BT xuất hiện, bởi vì người chết mà. Này cũng hơi khó nhỉ. Bây anh em mình chạy thẳng một mạch lên trên núi này luôn.
Đoạn này kể ra có đi xe máy cũng đều đẹp lắm các bạn. Lên núi hơi xấu. Bọn nó vẫn ở kia kìa. Lúc nãy đoạn này là có mấy thằng khác nó canh thôi. Còn trong cái chỗ lều của bọn nó thì vẫn còn. Ui, đứa này đi xe đéo được. Không? 700m, anh em đi được một nửa rồi, cố lên. Nếu mà anh em muốn đi tắt thì anh em phải chịu khổ những đoạn như thế này. Đấy. Tiết kiệm thời gian thì phải chịu khổ. Nhanh đúng không ạ? Rất khổ. Đấy, nhanh là phải trèo đèo lội suối như thế này. Mệt lắm. Rất xin lỗi anh em vì một đoạn cắt khá là dài vì lý do trả bản quyền. Mình không thể để nó chạy một cái bài hát dính bản bản quyền mà có thể gây ra chết kênh mình như thế được. Mong anh em thông cảm. Ôi. Em bé rụng mẹ rồi. Hy vọng đến đây sẽ được nghỉ ngơi. Mệt lắm đó ông giáo à. Ông giáo có biết không? Đậu phụ. Đây, hàng của ông đây. Đậu Delta được. Cậu hẳn là Sam Bridges. Đấy. Một người mà ship hàng một mình. Chúng tôi đã nghe về rất nhiều người shipper nổi tiếng. Nói chung là tôi rất vui khi được gặp anh. Thế anh mang cái gì đến cho chúng tôi đây? Quá là tuyệt. Đây là một sự giúp đỡ rất to lớn. Ok, thế ông có cho bọn tôi kết nối không? Có cho kết nối không ta? Được rồi. À đấy, 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 đấy. May quá, được kết nối rồi. May quá. Ok. Ui. Cái mảng này to gớm nhỉ. Như kiểu mấy chòm sao ấy anh em nhỉ. Ui, cái gì đây? Ui, bây giờ có giáp rồi à? Ui, game này sắp thành vậy, game đánh nhau rồi. Non lethal, bây giờ có cả súng bắn nhưng mà không chết người các bạn nhá. Vãi đái. Man, it sure feels good to be part of the
Ôi, cảm giác được tham gia UC thật tuyệt. Và tôi đã ở cái hòn đảo này rất lâu rồi. Tôi không thể chờ việc được kết nối với mọi người. Chúng tôi sẽ không làm đất nước chúng ta thất vọng. Cảm ơn Sam. Chúc anh may mắn ngoài kia. Làm tốt lắm Sam. Now would be a damn good time to do it too, as they just sent out an SOS call. Oh. Info's still coming in, but it looks like there's been an accident, and we've got injured in need of assistance. Check the delivery terminal for details. Bây giờ chuẩn bị hướng phía bắc đúng không? New order available. Please access delivery terminal for further. Thế công đéo cho tôi nghỉ để tôi còn về tôi cho ông kia ấy à? Ồ, hoài nhỉ mấy ông này. Con BB của tôi đang có vấn đề, chả ai hỏi con BB của tôi cả. Em bé thời này đéo được trọng dụng anh em ạ. Nó khác với cái tình cảnh của mình ngay bây giờ. Đây. Cái giáp này là để cho vai và chân. Thế còn giới thiệu súng này xem nào. Nên súng này, à đây, đạn này là đạn bằng cao su các bạn nhá. Đấy, chỉ cái này chỉ nốc đối tượng thôi. Còn không làm hại, để mình ghé qua cái order này xem nó đi tận đâu. Cái gì đây? Ui, đây là trung tâm phía bắc các bạn ạ. Đấy, cái trung tâm này nó là ở một cái chỗ xa hơn. Anh em mình tít từ con mẹ nó dưới đồng bằng, anh em lên đến núi. Xong từ núi lại xuống hẳn cái trung tâm ở một cái chỗ nào đấy mình chưa đến thì cũng chưa để biết được. Đây là một cái nhiệm vụ rất là khẩn cấp và chúng ta phải mang máu đến. Ok thì chắc là mình sẽ tạm thời kết thúc cái tập này ở đây và mình sẽ quay trở lại với anh em sớm nhất có thể. Nếu anh em thích cái series này muốn mình ra cái tập tiếp theo thì hãy nhớ comment phía dưới để cho mình biết nhé. Ngoài ra cho mình một like cho các video trong series này và một cái subscribe kênh của mình để mình có thêm động lực ra video mới cho các bạn. Cảm ơn mọi các bạn và tạm biệt. Mua.